Chào các bạn, chúng ta lại đến với video tiếp theo trên kênh đầu tư 6.0 của Lê Văn Lực. Thì trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng mà đang được rất nhiều người quan tâm. Ứng dụng này có thể giúp chúng ta đọc báo, tìm kiếm các cái thông tin, tin tức mới nhất. Ngoài ra thì có thể giúp chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái ứng dụng này qua cái việc là mời bạn bè tải ứng dụng báo mới để nhận được những cái phần quà hấp dẫn. Để tải và cài đặt cái ứng dụng này rất là đơn giản. Chúng ta xuống dưới cái phần mô tả của video, click vào cái link mà tôi đã để dưới cái phần mô tả dưới video đấy. Chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này về điện thoại của mình. Và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái ứng dụng này. Thế là sau khi cái ứng dụng báo mới được đăng nhập thì chúng ta vào cái trang cá nhân, nhấn vào cái mục mời bạn để đăng nhập qua Zalo. Lưu ý là bạn được mời chỉ có thể tham gia chương trình khi mà đăng nhập qua Zalo, còn đăng nhập qua Facebook thì sẽ không được cộng điểm nhé. Và cái bước thứ ba là chúng ta phải tham gia vào cái chương trình này, là vào mục đây mời bạn khui quà, nhấn vào nút mời bạn bè ngay và gửi cái liên kết chia sẻ đến bạn bè. Thì sau khi mời bạn, bạn bè tải cái ứng dụng và đăng nhập thành công thì cả hai sẽ nhận được điểm thưởng và tích lũy dùng điểm để đổi lấy các cái phần quà hấp dẫn. Đấy, thì bây giờ ta sẽ làm lần lượt từng bước một để cho các bạn xem nhé. Sau khi mà click vào cái link mà tôi để dưới phần mô tả thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái trang tương tự như thế này. Thì nó sẽ hiện ra một cái trang như thế này và chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt. Đấy, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ bấm vào Open để chúng ta mở cái ứng dụng này lên. Chúng ta xem lần lượt nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là đây, chúng ta sẽ vào cái trang cá nhân của chúng ta. Đây, chúng ta nhìn ở dưới cái góc phải màn hình, chúng ta thấy cái chữ cá nhân ở đây, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta bấm vào đây để đăng nhập bằng cái tài khoản Zalo của chúng ta nhé. Đấy, đăng nhập qua Zalo này. Đấy, như vậy là ta đã đăng nhập thành công rồi. Nếu như máy mà của các bạn mà đã có cái phần này cài đặt Zalo rồi thì nó sẽ tự động đăng nhập. Còn cái này là tôi đang đăng nhập trên một cái phần mềm giả lập Android ở trên máy tính để hướng dẫn cho các bạn, cho nên là phải sử dụng thêm một cái điện thoại để đăng nhập nữa. Sau khi mà vào trang cá nhân đăng nhập bằng Zalo xong thì ta vào cái mục là mời bạn khui quà ở đây. Chúng ta bấm vào phần này. Đây, mời bạn ngay khui quà mỏi tay. Thì chúng ta xem ở đây là có các cái thể lệ chương trình, cái hướng dẫn. Mời bạn cài đặt và đăng nhập lần đầu tiên thành công trên cái ứng dụng báo mới. Thì mỗi lượt mời thành công, cả hai đều được cộng 2.000 xu. Người đi mời nhận được 4.000 xu nếu người được mời dùng iPhone, iPad. Đấy. Và đặc biệt chúng ta xem cái phần tiếp theo, để muốn nhận được nhiều tiền hơn từ cái ứng dụng này thì chúng ta sang cái bước thứ ba là nhìn xuống cái phần dưới cùng của cái ứng dụng này là có chữ mời bạn bè. Chúng ta bấm vào đây, mời bạn bè này. Chúng ta có thể gửi tin nhắn qua Zalo hay là đăng lên Zalo hay là sao chép link, gửi tin nhắn Facebook Messenger này, đăng lên Facebook này, hoặc là chúng ta sao chép cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho mọi người. Thì khi mà mọi người đăng ký thành công rồi thì chúng ta sẽ được tiền. Ví dụ như chúng ta một ngày chúng ta có thể mời được 10 người, 20 người thì chúng ta đã đủ tiền để chúng ta có thể là các cái thẻ cào mã thẻ điện thoại đấy, để sử dụng cho mình. Rất là đơn giản, thì mọi người có thể là kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Đây, chúng ta thấy là cái phần thưởng này, cái mã thẻ điện thoại này 10.000 này hoặc là 50.000 này khi mà chúng ta đủ cái điểm này. Đấy, cái việc công việc rất là đơn giản. Ngoài ra với cái việc này thì chúng ta có thể lên đây để chúng ta đọc các cái tin tức ở trên đây, rất nhiều các cái tin tức mà mới nhất, tin mới, tin bóng đá, rồi tin nóng ở trên này rất là nhiều, thì chúng ta có thể lên đây để chúng ta cập nhật các cái thông tin cho mình. Đấy, rất là nhiều.
Vì ngoài cái việc mà chúng ta đọc báo thì chúng ta làm cái nhiệm vụ là chia sẻ để chúng ta kiếm thêm được tiền từ cái ứng dụng này. Và cái tiền này thì chúng ta biết rồi, chúng ta có thể dùng để mua các cái mã thẻ cào, đổi các cái mã thẻ cào để lấy cái thẻ này nạp tiền điện thoại cho mình. Đấy là một cái ứng dụng mà rất là thông minh là như thế. Và với cái việc chia sẻ này thì chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công và kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này để nạp tiền điện thoại cho mình và đổi nhiều các cái phần quà hấp dẫn khác. Và bây giờ chúng ta hãy xuống phần mô tả của video, truy cập vào cái link dưới đó để cài đặt cái ứng dụng này. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung chia sẻ tiếp theo của mình.